Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đã đến đi du xuân ngày mùng 8 Tết và đến với đền Chúa Thác Bờ Hòa Bình. Đầu xuân thì mọi người đến với đền Chúa Thác Bờ rất là đông để đi du xuân và cầu chúc cho một năm mới có nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Hiện tại thì mình đang đứng ở sân dưới của đền Chúa Thác Bờ. Cảnh đầu năm mọi người đi du xuân và lễ hội rất là đông vui. Mời các bạn hãy nhìn và ngắm quan sát cảnh lễ hội đền bờ đầu xuân năm 2024. Phía đằng trước ngôi chùa mà các bạn đang được nhìn thấy ở đây là toàn bộ cảnh sông nước, dọc sông Đà lúc vào xuân. Ngôi chùa thì được tựa lưng vào núi, phía trước là cảnh sông nước, mà các bạn cùng ngắm cảnh sông nước ở phía trước của ngôi chùa. Rất nhiều những con thuyền của các du khách thập phương đổ về để đi du xuân và lễ bái ở đền Chúa Thác Bờ đã cập bến. Chúc cho một năm mới quốc thái dân an, gia đình an khang hạnh phúc. Cây có cội mới nở, cành xanh ngọt, nước có nguồn mới mẻ cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau có mình. Lan Anh ơi, vào đi. Xin chào các bạn nhé, mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc cho các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Để tiếp theo những cuốn video tiếp theo của mình, mời các bạn đón xem những cuốn video tiếp theo của mình quay về đền Chúa Thác Bờ những ngày đi du xuân đầu năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.